Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Cái hôm đầu tiên á, thì khi mà mình ở nhà bước chân đi ấy, thì phải nói là lên đây gặp đúng thầy để thầy chữa bệnh. Nhưng mà lên đây thì vào đây thì ngó nhưng chẳng thấy thầy. Thế chạy vào họ bảo hỏi cô giáo. Vào và hỏi cô giáo thì cô giáo nói là ở đây là không chữa bệnh. Đấy, thì chỉ có học viên học và chữa cho cái người đi theo học viên đó để học và thực hành thôi. Thế là đâm ra mình tự nhiên thấy hụt hẫng. Nản. Mình bảo quái. Thế này thảo rồi. Thì bây giờ cái vấn đề ngân lượng thì mình bảo thôi. Bây giờ mình ráng một phát nữa coi thế nào. Để mình học hỏi thêm. Thế mới rút ra phía sau. Rút ra sau đứng suy nghĩ một lúc. Rồi vậy là thôi. Quyết định sáng suốt. Quyết định luôn đi cho nó rồi. Quá sáng suốt rồi. Chứ bây giờ cái thứ nhất là mình lên tới đây mà mình không được chữa mà cũng không mở mang một cái gì nữa thì cũng rách rồi. Mà trong khi nhớ lại từ bao nhiêu năm mình đi trước thầy bà ôm sòm không có một kết quả gì cả. Rồi mệt rồi thôi ở lại là gọi là tham gia một hai ngày thì mình thấy rằng nó có vẻ sáng sủa mà nó lại không đi vào cái như mình suy nghĩ như là một số phải bấm huyệt này nọ kia mà nghe cái bài giảng cũng như là cái trình bày ở trên màn ảnh đơn giản và hiệu quả, chỉ thấy có vấn đề làm sao cho nó thông là mình thấy cái đơn đó giản, là điều hiệu quả là nó là vậy thôi đấy, quá hợp lý. Thì mình nghĩ rằng tất cả những cái công việc ở nhà của mình vậy, từ cái ống nước hay là những cái bế tắc nào đấy thì nó rõ ràng nó phải nguyên tắc nó phải đi như vậy. Nhìn thấy họa trên màn ảnh mình thấy có lý. Và thôi, quyết định. Sảng khoái nha. Bây giờ là có ân hận gì về quyết định của mình không? Có không. Bây giờ là không có ân hận. Bởi vì mình thấy nó đi đúng đường là mình thấy rồi. Mà trong khi nếu mà mình nghĩ mình quay lại một số những cái hình ảnh mà mấy ông thầy ông đưa ra là ví dụ như bấm huyệt mình thấy là chi cấp huyệt mà rồi phải bấm liên tục theo thời gian thì mà bây giờ nếu mình về nhà một số những cái mình có thể thực hành được và một số mình không thực hành được thì cũng rách việc ra. Vậy thôi. Thấy cái này quá đơn giản. Mà lại nhanh. Có thể là thứ tư hoặc thứ năm vô học. Rồi chúc mừng anh. Bây giờ là cải thiện được 80% cái thần kinh quạt. Sau có một lần rồi đúng không? Vâng. Quá tuyệt vời. Mà cũng đúng là cũng theo như là cô giáo nói là phải tự mình chữa. Mà mình tự mình học thì mình mới quyết định bản thân của mình. Bởi vì mình nghe được trong cơ thể của mình mà. Nghe được trong cơ thể của mình thì mình phải ra. Chúc mừng anh nha. Vâng, cảm ơn cô giáo rất nhiều. Đúng không? Hôm bữa anh vô mặt anh ủ rũ, hôm nay vô là tươi tắn như là em cảm thấy anh yêu đời hơn rồi đó. Nó bệnh quá. Tự tin trong cái lòng của người phải không? Đúng rồi. Rất là tự tin. Nó nhiều bệnh quá đâm ra con người mình đôi lúc nó cũng bị về cái mặt như vậy là thì sức khỏe nó đâm ra cách giao tiếp nó bỏ cái nhà lên đây ra luôn đi được đó. Nó khó khăn hơn. Đấy. Anh ở tận đâu? Ở dưới Bảo Lộc Lâm Đồng. À lên. Thì lên trên này đâu có người quen đâu. Làm một lần như vậy nó được khoảng 80% rồi. Anh vô là tươi tắn như là anh cảm thấy anh yêu đời hơn rồi đó. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913
0983 590 502, 0983 590 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.